Thôi cá quá trời. Cái sạc hả cha? Cái sạc mấy con cua dưới ốc. Lương nó ra mương này nè. Mương này đặt hởm bỏ vô nhiều 8 con, bỏ 14 con. Nó ra 6 con, còn được 8 con. Bây giờ đem ra đây đặt cho nó có dính lại không? Ra đọt quá trời luôn rồi kìa. Cho chồng mấy tháng rồi? Chồng có cả năm nhiều quá. Có là chín rồi hả cha? Ừ, chín rồi, về chín rồi nè. Người na Nam Mỹ nè. Trái gì còn lớn nữa không? Chín rồi lớn gì nữa? Không, ý là cái giống trái này nè. Không biết nữa, hồi đó giờ mới có trái đầu tiên. Đẹp chứ? Cái này nhỉ? Chín quá. Chín mới chín rồi. Màu vàng đẹp thật chứ? Rồi đây nè, sau này không bọc. Rồi cho cá luôn rồi. Bên đây nữa. Hổng gà hổng. Cha không thấy hả? Hổng gà hổng đi vườn trái này thú không hay rồi. Này thế này cha. Rồi hồi ăn thử coi. Sao mấy trái này cha không bọc? Thấy nó không có dồi thôi không bọc. À khỏi cần bọc luôn. Mà không bọc nó xấu trái đúng không? Giống thân bình bát quá không? Y gan luôn. Nè. Na Nam Mỹ nghe bà con. Đẹp quá ha. Sao có trời đẹp luôn. Để hồi vô nhà xẻ thôi, nãy không có đem cái dao. Rồi, cái cuốn nó giống cuốn bình bát luôn nè. Ừ, giống cuốn bình bát. Ghép cái gốc bình bát mà. Hình trái tim. Cái gốc này là gốc bình bát. Trời, giật cái cuốn này. Nó thơm mùi xà chín. Ừ. Nó ngửi thử coi. Phải không? Ừ. Có mùi xà chín không? À. Ăn thịt nó dẻo. Đẹp quá. Mình để cuốn cho mình. Rồi nó chụp hình. Nè, cây này dài dưới sữa này dùng. Mới cây trái này. Nè, cây này. Cây này nè. Giờ lửa bông lớp trái quá trời dữ luôn. Này chắc bỏ lại bỏ chắc khoảng phần nữa. Một hết chịu đâu nổi. Trái kìa nó quá trời. Năm tầm luôn, cây na nhìn năm tầm quá. Mà cái này phải bỏ phần nữa. Rồi lớp nó ra bông nữa nè. Mình để tích thôi đằng cái đợt sau nó đậu tiếp. Đậu bông cho luôn cho. Ừ. Nè, bông đậu trái nữa nè. Vừa trái trái bằng cẳng cái rồi mới xuống nhị nữa. Vừa đậu trái nữa. Ăn nó trong lá. Cây này là đón không ra luôn đó, giờ trái nằm lư trống luôn. Nãy giờ nhìn mấy cái đọt, tưởng đâu nó ra trên đọt. Bông nè. Nè, trái vậy mà giờ bông nữa nè, vừa bông vừa trái. Nè cây bích trái dài. Cây bích trái dài ngoài trái về. Đợt này chắc 700 trái. Trái này đợt này chắc trên 30 kg quá. Hả trời luôn. Quá wow. Trái này nè, trái này là nữa có thể là trên 30. Bắt đầu trái nó sung rồi đó. Ừ. Lúc trước là đợt đầu 4 gan. Trái này khoảng 8 tấc. Buộc dây là nó gãy. Cái đầu trên có chút xíu. Cái cuốn trên có tí xíu hả? Mà cái trái quá trời sợ xinh xỉnh nó sức. Như là sợ cho nó bị cả hư này nhỏ. Này không cắt bỏ 5 6 trái rồi đó. Tính tới nay là cái cây này mấy năm rồi cho? Cây này chắc có 2 năm mấy quá. 2 3 4 5 6 trái. Xì chay không? Xì cây không ta? Không. Nó bị tại để xen kẽ. Trái này
tới trái này. Trái này chắc tới trái này quá. Mới tới cái đó, rồi qua trái này. Trái bên kia. Chắc cắt bỏ trái kia. Chắc chiều 5 trái thôi á. Chắc đợt sau nữa cái nó dài nữa ha. Ừ. Trái này bự hơn trái hôm đó rồi. Bự hơn. Bề rộng nó bự hơn. Hôm đó có một trái 30 kg. Trái này nữa có thể trên nè. Nếu mà trái này còn khoảng 1 tháng nữa là trái này 30 kg. Cái thân nó không có lớn. Cái này dài 4 tấc quần. Cao chừng 5 mét ha. Quay sơ sơ về đi, tới chừng nào chín mình quay lại. Mình quay lại cái mít này là chắc có thể là trên 30 kg. Dừa. Dừa xiêm lục. Wow, cái siro. Ở chín rồi nha. Đây nè, bên đây. Trời. Đã nha. Minh hả? Hai trái đen phía Thái Lan nè. Minh để họ vô nấu nước uống. Nước này nấu uống ngon. Cái này khế ngọt Thái Lan lung tè à. Như khế kiện. Minh khế ngọt Thái Lan rồi. Minh chảy hết thế không? Quá trời khế ngọt Thái Lan. Mà nó lùng tè. Nó cái trái cái mẫu nó giống cái khế chua. Nhưng mà cái này là khế ngọt. Cái trên nổi cao nhiều người. Cái nhìn này lùng ngộ. Khế. Yeah. Cái này là bử. Bử ruby. Bử ruby. Ruby nè. Đó giờ con thấy bử ruby chưa? Chưa, con mới nghe tên luôn. Đây bử ruby mới được 2 trái đầu tiên đây. Nhúm nhúm cái cuốn nè. Mới được 2 trái đầu tiên nó chưa chín. Nó màu đỏ hả? Màu đỏ. Cái ruột màu đỏ. Đây nữa một cây này là 2 thứ trái đây. Cái gì cha? Một vú sữa hả? Một bên là vú sữa lò gàng. Một bên là vú sữa bằng kim. Trời ơi. Trời sao? Đây nè. Nè. Chỗ này là cha ghép cái nhánh lò gèn qua. Cái nhánh này là nhánh nhũ sữa lò gèn nè. Cái này là cũng như mỗi lần là cái gốc cây nhũ sữa con, cha ghép nhũ sữa bằng kim á. Cái gốc nhũ sữa con nó lên. Cái trên này cha lấy cái nhánh nhũ sữa lò gèn ghép gửi nó qua. Bây giờ nữa đây là nó ra bên này là nhũ sữa lò gèn. Bên đây là nhũ sữa bằng kim. Một cây 2 thứ trái. Không biết trái nó làm sao đây, đợi nó lớn rồi. Thì thằng nào ra thằng đấy. Bây giờ muốn ăn lò gẹn thì có bên đây. Còn muốn ăn hoàng kim thì có bên đây. Đó. Hổng đăng lên Facebook mà. Anh đã đăng lên Facebook lại cũng cười. Đây, lại đây còn một mà. Bây giờ rất lạ. Vâng, cái siro đã quá. Cái này là na đỏ của Úc. Na đỏ của Úc. Từ nhỏ là nó tím luôn ha. Nó tím luôn. Trái lạ. Na đỏ của Úc. Còn có na sầu riêng nữa, là sầu riêng thì ổi công thạch. Hôm bữa nè. Nhìn như cây kiển á. Như cây gì nè. Nè cái trái nè, cái trái với màu lá giống nhau. Đúng công thạch luôn. Ừ, công thạch luôn. Có. Cái này là có cây với sữa công thạch luôn. Nè, mình có trồng không? Nó còn nhỏ xíu à. Trái chưa dừng chóng
Dường mình đó cũng trồng mít nữa hả? Dạ. Yeah. Này na tím mà tím thường. Đây, cái này cũng na tím nữa, nhưng mà cái này tím thường, trái đẹp phải không? Ồ, trái đẹp. À. Nhưng mà loại này trái lớn. Chà, ăn nó chưa? Ăn rồi. Ngọt phải không? Rồi, cái này ít hạt nữa. Mua bẻ hai trái đó. Bẻ à. Trái nữa đó, đó nữa thì mình. Nó chưa đẹp. Thế nào? Nó còn trái đó nó bẻ vô để chín ăn. Bẻ hả? Nè, hồi nhỏ vậy nó không có tím hung nè, mà lớn tím vậy nè. Ừ. Đó, hồi nhỏ nó đâu có tím hung, mà lớn tím vậy nè. Nó trắng trắng cái rồi. Đẹp cực kỳ không? Ừ. Đẹp quá trời ha. Dành cho ai đam mê màu tím. Tú nữ còn Mã Lai cái nữa. Này, tú nữ của Mã Lai. Là trái nó to ha. Trái nó cũng khoảng 2 kg hả. Tú nữ mà trái nó đâu có lớn. Ừ. 2 kg hả. Cái gì rồi? Rồi. Đặc chiêu không? Đã nha. Trời. Này giữ cực lắm nè. Tại nó con trâu bộ nó trái đủ lớn. Quá trời luôn, thiệt con. Ê con chờ dao. Nó cơ bằng. Này hết bữa có xe chạy lên tỉnh là dao hết rồi. Hỏi rồi khách điện hoài mà đâu có dao được đâu. Đâu có chạy lên tỉnh đâu mà dao. Ôi trời. Cái khúc trên nó bị xi rồi. Nó gần tới ngủ đông rồi. Cái lá nó vậy đó. Yeah. Nè. Cái này là na sầu riêng nè. Chết anh. Kiến nó vô đây quá rồi. Nè, trái này trái na sầu riêng nè. Cái này là cũng như cái gốc na thường. Na thường rồi cha mới tháp gửi nó qua đây. Làm nó mới qua đây con ốc. Được có nhiêu đây hả? Ừ, có nhiêu đây. Nó qua đây là mới có khoảng gần 2 tháng. Là nó đậu được cái trái bị lớn như vậy nè. Là cái gốc từ đây là chơi xuống gốc na thường. Này là na sầu riêng nè. Là cái trái nó na nái sầu riêng hay sao cha mà kêu nó sầu. Cái gai nó cao như cái gai trái sầu riêng. Chứ là không phải ăn thơm trái sầu riêng. À. Nè. Hai thứ trái nè, cái này là na thường nè. Đó, cái trái na thường nè, nó nhỏ. Còn này là na sầu riêng. Nè, đây cũng na sầu riêng nữa nè. À, trái này cũng na sầu riêng luôn. Nó tháp gửi nó chỉ có từ đây lên tới đây hả? Khúc dưới là na thường. Nhiều khứa gai. Ừ. Cái này nữa chắc trái cũng không lớn hung. Bị gì là cái nó ra mới có khoảng 3 tấc hả? Là nó đậu trái rồi. Nè, bên đây là trái na thường nè. Nè, này na thường nè. Đó, trái nó khác ha. Đâu có giống đâu. Na thường, gai nó nhỏ hơn, nó thấp hơn. Này na sầu riêng này gai cao nè.
cái gai nó nhọn xì như sầu riêng. Cây dừa dứa hoa cầu mười mấy năm hay cha, mấy năm rồi mà xưa nhỏ xíu nghe tầm tính đốn nó, mà giờ có cây cô liêm đó là cô liêm 6 mét rồi. Có một cây một đốn mà nó dữ nữa, còn mấy dừa khác đâu còn dữ nè. Cây bên đây cũng na sầu riêng đó nè, cây này sung nè, cây này cũng tháp bo qua nè. Cái này nó sung nè, cái này là toàn bộ là na sầu riêng hết. Nó còn nhỏ mà cái gai nó khác nhìn như găng loài sĩ. Gai châm chởm nè, tháp nè, tháp từ đây lên đây nè. Khúc dưới là na thường, cái này là khúc trên là na sầu riêng, là có dấu hết trơn nè đó. Nhân giống vậy thì nó lẹ được nguyên cái thân bự luôn. Cái gốc bự, cái gốc này là cái gốc Đài Loan, na Đài Loan. Rồi mình mới ghép na sầu riêng qua, ghép vậy nó lẹ nè. Nó mau có trái. Rồi thôi mình đến đây xin tạm biệt, xin chào bà con.